Nha Trang Dolphin và tình thế thập tử nhất sinh tại VBA Final 2023. Nha Trang Dolphin dù đã thành công lấy được một game để thoát khỏi cú quét sạch, nhưng hiện tại họ vẫn còn ở tình thế tiến thoái lưỡng nan khi vẫn còn một chặng đường rất dài để quay trở lại trong series Final năm nay. Mặc dù sở hữu Final MVP của mùa trước là Ma'Darius Gibbs, tuy nhiên thì điều này chưa làm nên được nhiều kỳ tích cho Dolphin khi họ vẫn đang bị nhà đương kim vô địch Saigon Heat dẫn trước với tỷ số 2-1. Chỉ đơn giản là sự khác biệt của một đội bóng đã 4 lần vào Final liên tiếp đối đầu với một đội bóng lần đầu tiên làm chuyện ấy thì bối cảnh này là khó có thể tránh khỏi. Giờ đây, hoặc là chiến thắng bằng mọi cách, hoặc là lỡ hẹn với chức vô địch dù đã đến rất gần vạch đích rồi. Vậy Nha Trang Dolphin có thể làm được gì ở thời điểm hiện tại để cứu vãn tình thế, tìm đường trở về trong lúc hiểm nghèo bị dẫn trước 2-1 thế này? Giờ đây, họ còn hai điểm sáng duy nhất để có thể dựa vào với hy vọng tìm thấy cơ hội, đó chính là Ma'Darius Gibbs và Dominic Thumb. Dù sao thì đẳng cấp của Ma'Darius Gibbs cũng đã được chứng minh ở cả mùa giải trước lẫn cả mùa giải lần này, là một trong những hậu vệ số 1 của giải đấu. Khả năng điều phối của Gibbs cũng như xử lý tình huống bóng là thượng thừa, nhưng Dolphin đang không tìm ra được giải pháp để giải vây cho anh trong series Final. Vì sao Gibbs đang bị kìm hãm? Vốn dĩ, bản thân Gibbs đã từng lên ngôi vô địch với chính Saigon Heat ở mùa giải VBA 2022. Vậy nên với anh hiểu việc đối đầu với đội bóng cũ ở trận chung kết mùa này là thử thách cực kỳ khó khăn. Saigon Heat luôn là đội bóng rất khó chơi, với việc từng thi đấu cho Saigon Heat và đặc biệt là huấn luyện viên Matt Van Pelt vẫn còn ở đó. Tôi biết chắc rằng họ sẽ hiểu cách tôi thi đấu và gây khó dễ cho mình. Đây là điều mà ở 3 trận đấu vừa qua tôi đã được cảm nhận, Gibbs chia sẻ với các phóng viên. Không chỉ là ông Van Pelt hiểu rõ về Gibbs, mà người từng đứng cùng chiến tuyến với anh, tập luyện hàng ngày và là người thay thế anh ở vai trò PG chính là Dư Minh An cũng chẳng còn lạ lẫm gì với hậu vệ ngoại binh của Nha Trang Dolphin. Từ thói quen, cách suy nghĩ, điểm mạnh điểm yếu của Gibbs, Dư Minh An đều hiểu rất rõ. Chính trong series này, hậu vệ nội binh sinh năm 1993 này của ông 30 đã làm rất tốt trong việc cầm cự Gibbs ở mặt trận phòng ngự. Từ trung bình 4,4 TO một trận ở regular season, Gibbs đang tăng lên 5,6 turnover dưới sự đeo bám của Dư Minh An. Chưa kể, Dư Minh An cũng đang gây khá nhiều khó khăn vào vị trí của Gibbs, khiến cho anh không được tấn công vào những vị trí ưa thích của mình. Phải mãi đến tận game 3 vừa qua, Gibbs mới được tháo bỏ xiềng xích đôi chút. Vậy nên bài toán đầu tiên của huấn luyện viên Petr Lukic chắc chắn là phải tìm cách giải tỏa áp lực cầm bóng cho Gibbs ở trong những trận đấu tiếp theo. Thay vì để Gibbs phải cầm bóng toàn bộ thời gian thì có thể đưa cho các hậu vệ khác lên giữ bóng thay, thậm chí là có thể tìm cách cho Gibbs nhận bóng off-ball để tối ưu được khả năng tấn công của siêu sao này. Nếu có thể giải tỏa được như game 3 vừa qua thì Nha Trang hoàn toàn có thể khai thông dễ dàng thế trận của mình trong hai game đấu quyết định còn lại. Còn về mảnh ghép mang tên Dominic Thumb, huấn luyện viên Petr Lukic cũng nên tìm cách để tối ưu sức cản ở trong rổ của Thumb. Dom là một trong những cầu thủ tấn công low post xuất sắc với bộ kỹ năng xử lý bóng dưới rổ khéo léo và những gì anh làm được ở game 3 vừa rồi đã chứng minh chắc nịch một lần nữa nhận định này. Tuy nhiên thì Dolphin vẫn đang chưa tận dụng được tối đa sức nặng mà Thumb tạo ra phía bên trong rổ vì khá nhiều những tình huống xử lý bóng của Thumb đang bị chăm sóc rất kỹ lưỡng. Vốn dĩ đến từ việc các mảnh ghép còn lại của Nha Trang Dolphin đang chưa tạo ra nhiều sức ảnh hưởng để có thể kéo bớt sự chú ý ra khỏi Dominic Thumb mỗi khi anh có bóng. Dom hoàn toàn có thể điều phối bóng rất tốt, đặc biệt ở trong series này khi Thumb đang trung bình ở khoảng 3,6 assist mỗi trận và con số này hoàn toàn có thể lớn hơn nếu các đồng đội của anh ném vào nhiều hơn. Đúng như nhận định này thì trận đấu vừa qua khi mà các local ném vào tay hơn 2 trận trước, Thumb đã càn quét rổ rất khó đỡ ở bên trong nên bài toán thứ hai cần tìm lời giải đáp chắc chắn sẽ là tìm cách giải tỏa cho Dominic Thumb ở dưới khu vực low post và tối ưu khả năng của Heritage này để có được thành công như ở game 3. Còn một câu hỏi nhỏ nữa mà huấn luyện viên Lukic cũng rất cần để tâm, đó chính là làm sao để tăng sự tự tin cho các nội binh. Rất nhiều những tình huống các nội binh của Dolphin có bóng trong tay nhưng họ lại không dám ném và điều này vô tình đè thêm áp lực cho các cầu thủ chủ chốt. Phải mãi đến tận game 3 thì chúng ta mới được thấy một chút ít nhiệt lượng đến từ dàn local của Dolphin, đặc biệt là vị trí Huỳnh Vĩnh Quang. Các nội binh cần phải giữ được lửa ở game 3 để nuôi hy vọng comeback cho Dolphin ở hai game đấu tới. Nếu còn có thể tiếp tục giữ được phong độ như ở trận đấu vừa rồi, có lẽ Dolphin vẫn còn rất nhiều hy vọng để comeback. Để xem liệu huấn luyện viên Petr Lukic cùng BCD Boy có thể lên tiếng kịp thời để cứu vãn hy vọng hay không.